Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo áp thấp nhiệt đới đang mạnh thêm và có khả năng thành bão sẽ đổ bộ vào khu vực Nam Trung Bộ trong những ngày tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào lúc 7 giờ sáng nay ngày 21 tháng 11, áp thấp nhiệt đới đã vào miền trung của quần đảo Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 60 km/h, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ sắp tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 25 đến 30 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến sáng ngày 22 tháng 11, tâm bão sẽ cách đảo Sông Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 360 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Theo dự báo quốc tế, cơn bão mới này sẽ còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với cơn bão số 8 và sẽ mang theo mưa rất lớn. Trước đó, bão số 8 vừa gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tỉnh Nam Trung Bộ, đặc biệt là tỉnh Khánh Hòa.